Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành ít phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2020. Trong video này mình sẽ giới thiệu với anh chị bộ sản phẩm mang thương hiệu DeWalt nhập từ thị trường Mỹ về. Trong đó thân máy đã được sản xuất tại Mỹ. Mang mã model là DCK299P2. Giá bán là 8 triệu 900 ngàn, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Chính sách bảo hành thân máy 3 năm. Pin là pin với sạc 1 năm theo đúng chính sách bảo hành của DeWalt Việt Nam. Rồi mình sẽ nhắc lại ha. Đây là cái bộ DeWalt nhập từ thị trường Mỹ về, mang mã model là DCK299P2. Hai thân máy sản xuất tại Mỹ. Chính sách bảo hành là 3 năm đối với thân máy, 1 năm đối với pin và sạc theo đúng chính sách bảo hành của DeWalt Việt Nam. Rồi, bộ này gồm có những gì? Mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết. Bộ sản phẩm này nó được đựng trong một cái thùng nhựa, chứa trong đó là cây khoang pin 20V 5A, cái bắt chích pin 20V 5A, cái sạc và cái móc tay cặp nằm phía trên. Ngoài ra thì nó có thể đựng ở trong một cái túi vải bố rất là chắc chắn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu với anh chị cái sạc nằm trong bộ này. Mã của nó là mã DCB115. Nó sạc được nguồn pin 12V và nguồn pin 20V. Đèn đây, khi mà mình sạc thì đèn màu đỏ nó sẽ chớp tắt. Còn khi sạc đầy thì đèn màu đỏ nó sáng luôn, không còn chớp tắt nữa. Đèn bên đây là cảnh báo pin không nhận pin hoặc là cái sạc có vấn đề. Rồi mã số DCB115. Sử dụng điện nguồn vào 120V. Công suất là 1,5A. Khi sử dụng tại Việt Nam, anh chị phải mua cái biến thế chuyển từ 220 xuống 110, và cái nguồn phát ra của nó là phải từ 1,5A trở lên. Output 4A DC là công suất sạc của nó là 4A, mình có thể sạc được pin 5A, đủ tiêu chuẩn chất lượng tiêu thụ tại thị trường Mỹ, CU là US. Cái đế sạc này thì được sản xuất tại Trung Quốc, xuất qua thị trường Mỹ. Rồi, tiếp theo mình sẽ quan tâm tới cái máy bắt vít DCF887. Đây là cái mắt vít 887, thân máy được sản xuất tại Mỹ ha, made in USA. 3 chức năng chỉnh tốc độ 1, 2 và 3. Made in USA. Đi kèm với bộ này là cục pin 20V 5A. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếng máy. Anh em đang chỉnh ở cấp độ số 3 là tốc nhanh nhất và lực mạnh nhất của nó. Máy chạy rất là êm luôn. Rồi về chi tiết thì cái đầu trên đây nó có 3 đèn LED rất là sáng. Chuẩn mắt vít là 6.35mm. Đuôi ngắn nha, tất cả những máy Mỹ thì đều sử dụng mũi bắt vít 6.35mm đuôi ngắn. Rồi về cái đầu của nó thì thông tin bên bán bên đây thì có sao nói vậy. Khi mình gắn mũi vít dài vô rồi mình chạy không tải nha, đó là để mũi vít nó không có dính vô cái điểm tựa và cũng không bắt, thì mình có cảm giác cái mũi vít dài nó hơi lắc nhẹ. Cái điều đó là điều hiển nhiên, hai điểm nó mới tạo một đường thẳng. Còn khi mà anh chị sử dụng mà bắn vít á, chúng ta ốp cái tay vô thì chúng ta đẩy nhẹ vô, thì khi quá trình hoạt động nó sẽ thẳng trở lại và nó không còn quơ lắc nữa. Còn anh nào mình muốn một cái độ chính xác mà tuyệt đối á, thì mình cũng làm được, đó là độ lại cái bộ đầu thôi. Nhưng mà dùng gia đình và xây dựng dân dụng thì không cần độ chính xác quá cao như vậy. Và chưa kể là cái mũi bắt chích tua lục giác thì phải là mũi xịn, cái độ đồng trục nó mới cao. Còn không thì nó sẽ lắc lắc ha, bản thân mũi chích nó cũng có lắc nữa. Về thông số kỹ thuật thì mình sẽ xem chi tiết. Đây cò ốp nắm tay cầm êm, cao su êm, chống trượt. Ba cái chức năng chỉnh 1, 2 và 3. Đây chức năng chỉnh số 1. Máy nó sẽ quay chậm và lực của nó tương ứng là lực nhẹ. Thì trên số 1 này nó có thể hiện một cái con vít, thì mình dùng bắt những vít mềm như là bắn dàn áo xe, hoặc là mình có thể nhấp từ từ để mình siết con vít điện tử loại nhỏ. Số 2 nó sẽ mạnh hơn và nó nhanh hơn.
Và số 3 là nhanh nhất và mạnh nhất. Rồi mình sẽ quan tâm tới cái cục pin. Pin DCB205 20V 5A. Cái lõi bên trong thì sản xuất tại Malaysia và đóng gói tại Mỹ. Ok. Rồi đó là về cái Mavic 887 mình đã xem qua ngoại hình cũng như là cái cách thức sử dụng. Còn bây giờ là thông số kỹ thuật của máy được in trên bao bì. DCF887 sử dụng cái đầu Mavic là 1/4 inch. Nó sẽ chạy 3 tốc độ. Tốc chậm là 1000 vòng phút, tốc nhanh là 2008 và cấp nhanh nhất 3250 vòng một phút. Lực nhịp liên tục của búa là 3800 nhịp một phút. Về lực Newton thì ở cấp độ số 1 là 240, cấp 2 là 1500 và cấp 3 là 1825. Cái đó mình đọc về inch, in LPS. Còn nếu mà Newton trên mét thì cấp 1 là 27 Newton, cấp 2 là 170 và cấp 3 là 205 Newton trên mét. Cân nặng là 1,5 kg. DCF887 đây. Sẵn đây mình cầm thì đọc luôn cái thông số kỹ thuật của máy DCD996, tức là cây khoan 3 chức năng. Cái 820 UWO thì nó giống như là công suất của điện vậy đó, là 820W. Nhưng mà thực tế mình sử dụng thì nó sẽ rất là mạnh, nó mạnh hơn nhiều so với máy điện luôn. Nếu mình chỉnh chức năng khoan bình thường ở cấp độ xoay số 1 thì 450 vòng phút, tốc 2 là 1003 và tốc 3 là 2000. Nếu chỉnh sang chức năng khoan có búa thì tốc độ chậm nhất là 500, cấp 2 là 1500 và cấp 3 là 2250 vòng một phút. Nếu mình dùng cái chức năng khoan búa thì tương ứng với lực nhịp liên tục của búa, cấp 1 là 8600, cấp 2 là 25500 và cấp 3 là 38250. Ba chức năng chỉnh tốc độ đây. 11 cấp độ lực bắt vít, cân nặng là 2,1 kg. Đối với cái thông số kỹ thuật của DCD996. Thì cho đến thời điểm hiện tại bây giờ về máy khoan pin 3 chức năng thì chưa có hãng nào qua được hãng DeWalt. Khẳng định vậy luôn. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết về cây khoan DCD996. Nói về cái cây khoan DCD996 thì cái cán tay cầm của nó. Mình sẽ nhóm nó hết cỡ. Rồi chúng ta đặt vô cái vòng trơn này, chúng ta siết lại. Thì đây là cái cán tay cầm trợ lực mình dùng để khoan sắt hoặc là khoan những cái mũi lớn á. Tránh tình trạng bị giật máy thì mình sẽ dùng cán tay cầm trợ lực này. Rồi. Đầu kẹp khoan 13mm auto lock. Ở phía trên này nó có làm cái kiểu như cái lông tán để khi mũi khoan đập vô là nó sẽ va vô đây, nó không có ảnh hưởng tới cái đầu khoan. Và ba cái chụm này thì trên mỗi khía của một chấu nó làm nhôi lên để tạo cái độ ma sát ăn vô cái mũi khoan hoặc là mũi lắp vít. Rồi khi mà mình để ba chụm khoan này nó vừa sát hoặc là nó vừa ôm vô trong cái đầu khoan lắp vít á, mũi khoan lắp vít á, thì chúng ta chỉ lắp một lần thôi. Rồi như vậy chúng ta bắt đầu thao tác lắp vít hoặc khoan. Rồi mở ra thì nếu mà mở ra mà quá cứng thì chúng ta sẽ siết nhẹ lần nữa. Rồi chúng ta mở ra là nó sẽ rất là nhẹ nhàng và dễ dàng, đừng quá sức. Rồi nếu mà mình quá trình mình khoan mà cái mũi á, nó ma sát á, mà nó bị lỏng ra thì bác của anh chị phải mở nó ra trước rồi chúng ta mới siết lại lần nữa. Như vậy thì nó sẽ tránh tình trạng là bị siết cứng cái mũi khoan mà không lấy ra được. Trên cái vòng này là nó thể hiện ba chức năng. Cái mũi tên này thể hiện ở chỗ cái búa là mình đang sử dụng chức năng khoan có búa. Khoan có búa nó có ba tốc độ, hệ thông số kỹ thuật hồi nãy mình đã báo rồi. Tốc 1 nè, tốc 2 nè, tốc 3. Ở cái cấp độ nhanh nhất mà anh chị nghe tiếng máy DCD996 cực kỳ êm. Khi mình chạy tốc nhanh mình nhả cò ra đột ngột, nghe tiếng cạch cạch đó là do cái sự không đồng bộ tốc độ xoay giữa cái đầu khoan trên đây và cái motor.
Em motor nó nhẹ nó sẽ đứng trước, này nó giặt tiếp một lần nữa thì nghe cái tiếng cạch cạch của cái auto lock ở phần này, phần nhông auto lock ở đây, không ảnh hưởng đến quá trình độ bền của máy nha. Máy chạy rất là êm luôn, nghe tiếng tiếng động cơ chạy êm cực kỳ. Rồi tiếp theo là chức năng khoan bình thường, mình dùng để khoan gỗ, khoan sắt, khoan gạch men. Tốc nó sẽ chậm hơn so với lại khoan có bốn. Quá êm luôn. Mình để ý cái mấy cái cây khoan 96 á, cái tiếng máy rất là êm và dịu. Chỉ có cái phần cạch cạch là mình đã giải thích rồi, không khắc phục được phần đó. Rồi máy này siêu động cơ không gió than, brushless motor, 11 cấp độ bắc vít, và cũng giống như cái cây Milwaukee 2804 thì đúng lực là nó sẽ ngắt, nó sẽ ngắt lực và nó không có chạy tiếp, và nó cũng có chức năng khởi động mềm. Dewan thì nó hay hơn Milwaukee 2804 là mình có thể chỉnh được 3 tốc độ xoay tối đa. 3 tốc độ xoay tối đa. Còn Milwaukee thì chỉ có 2 thôi. Và cái nổi trội hơn của Dewan là cái lực của nó mạnh hơn. Như mình nói ban đầu là cây khoan của Dewan vẫn là cây khoan mạnh nhất trong các cả cái dòng khoan pin 3 chức năng. Rồi cán tay cầm được ốp cao su êm chịu lực. Chống trượt. Rồi Dewan thì nó có thể cho mình tùy chỉnh 3 mức độ sáng của đèn LED. Mức độ sáng này là sáng tối, sáng hơn và sáng nhất trong vòng 20 phút. Ở hai cái chức năng này thì nó sẽ tự động ngắt cái đèn LED trong vòng 5 giây. Còn cái này thì nó sẽ ngắt trong vòng 20 phút kể từ lúc mình bỏ cò ra. Đó, đây đèn LED của nó nằm ở dưới tích này. Rất sáng. Và mặc định thì mình nên để ở chức năng tối nhất. Rồi đi kèm với cái bộ này thì vẫn là cục pin 20V 5A. Sale made in Malaysia và đóng gói ở Mỹ. Và cái máy khoan DC96 thì cũng được sản xuất tại Mỹ luôn nha anh chị. Đây made in the USA. Và nguyên bộ combo này thì mình nhập từ thị trường Mỹ về. Không phải là hàng địa quan Việt Nam. Vậy là mình đã giới thiệu xong với anh chị về bộ Dewan nhập từ trường Mỹ về, mang mã model là DCK299P2. Bộ này đựng trong cái thùng nhựa, mấy anh là mình thích đựng trong túi vải để mình xách cho nó gọn thì cũng có luôn. Bộ này mình sẽ báo giá bán là 8.900.000 đồng một bộ, chưa bao gồm chi phí bảo hành, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Về chính sách bảo hành, đối với thân máy là 3 năm, pin sạc là 1 năm theo đúng chính sách bảo hành của Dewan Việt Nam. Mình tham khảo cái chính sách bảo hành của Dewan Việt Nam để mình làm cái chính sách bảo hành cho shop tool để mà chúng ta không có phải lăn tăn. Rồi mình xin nhắc lại ha, đây là cái bộ DCK299P2 hàng Dewan nhập từ thị trường Mỹ về. Thân máy khoan, thân máy bắc vít sản xuất tại Mỹ. Pin là sale Malaysia, đóng gói tại Mỹ. Sạc là sản xuất tại Trung Quốc, xuất qua thị trường Mỹ kèm trong bộ này. Giá bán là 8.900.000. Chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Chính sách bảo hành, thân máy bảo hành 3 năm, pin sạc bảo hành 1 năm theo đúng chính sách bảo hành của Dewan Việt Nam. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 3978 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.